chào mừng các bạn đã trở lại với chương trình Ngữ văn lớp 8. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một tác giả cũng giống như Phan Bội Châu, cũng là một nhà thơ yêu nước, cũng là một thi sĩ yêu nước. Đó chính là ai? À, đó chính là Phan Châu Trinh. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về tác phẩm Đập đá ở Bồ Lồn. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần bảo hiểm chú thích. Và trong phần này, thứ nhất chúng ta sẽ tìm hiểu về tác giả và tác phẩm. Phan Châu Trinh sinh năm 1872, mất năm 1926, hiệu là Tây Hồ, biểu hiện Hy Mã, ở làng Tây Lộc, huyện Hà Đông, nay là thôn Tây Hồ, xã Ba Phường, thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, đỗ phó bản, được bổ dụng một chức quan nhỏ, nhưng chỉ một thời gian ngắn đã bỏ quan, chuyên tâm vào sự nghiệp cứu nước. Trong những năm đầu của thế kỷ 20 thì ông là một người bề phía dân chủ, đòi bãi bỏ chế độ quân chủ sớm nhất ở Việt Nam. Hoạt động cứu nước của ông đa dạng phong phú và sôi nổi ở trong nước, có lúc ở Pháp, có lúc ở Nhật, được chưa? Phan Châu Trinh là người vào biện luận và bó tải bằng trường. Đó chính là của ông rất hùng biện, đanh thép, thơ văn chữ tình đều thấm dẫn, đấm tình yêu nước và dân chiều, như là tác phẩm chính Ba Hô Thi Tập, Nguyện Dương Hồn Cao, Phan Tê Thi Tập, các phẩm thơ Gia Nhâm Kỳ Ngộ, Chuyện Hơ Dịch. Bạn chờ một tí nhé. Không, em ở đây em biết bài, em sẽ trật tự mà. Anh Quân mở TV cho em. Ôi chết rồi. Vào năm 1908 thì ông bị khép tội phúi dục nhân dân nổi loạn trong phong trào chống phế ở Trung Kỳ, nên bị bắt bày Pháp Quân Đảo. Đến tháng 6 năm 1910, nhờ có sự tam hiệp của Hội Nhân quyền ở Pháp thì ông mới được tha. Bài thơ này làm trong lúc ông cùng các tù nhân khác bị lao động khổ sai. Ông có tự ở Tử Tán, quê ở Phú Tam Kỳ, nay ở huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Thời đại, đất nước có nhiều biến động mạnh mẽ, phong trào bằng vui thất bại, khủng hoảng về đường lối cách mạng. Cuộc đời, năm 1901, đỗ phó bản làm quan trong thời gian ngắn vừa về quan trường đi làm cách mạng với chủ trương bất bạo động. Năm 1908 đi bắt tù đày ở Côn Đảo 3 năm. Năm 1911, tiếp tục phạm pháp thực hiện chủ trương nhưng không thành. Năm 1925 về Sài Gòn, ngày 2 tháng 4 năm 1926, mất vô ốm nặng. Ông mất khi con đường giải phóng dân tộc mà ông theo đuổi vẫn còn chưa hoàn thành. Một phê khái quát luôn, và chúng ta thấy đây chính là chương phục của tác giả. Về tác giả thì ông sinh năm 1872, mất năm 1926, quê ở Tây Lộc, Tam Phước, Tam Kỳ, Quảng Nam. Cuộc đời là một chiến sĩ yêu nước và một nhà nho và một nhà thơ, bị bắt đi đày ra Côn Đảo từ năm 1908 đến năm 1910. Ông là người phải biện luận và bó tải bằng trường, hơi văn của ông thấm đẫm tình yêu nước và dân chủ. Về tác phẩm thì được phán tác trong thời gian Phan Châu Trinh bị bắt ra tại nhập vụ ở Côn Đảo. Chú thích thì ở đây có phần chú thích. Thứ nhất là Bồ Lồn, đó chính là Côn Đảo, một hòn đảo nằm ở phía đông nam nước ta. Đối thủ dân Pháp đã lập nhà tù giam cầm những người chiến sĩ yêu nước và cách mạng. Lừng lẫy có nghĩa là ngạo nghễ lẫm liệt, bể ở đây tính địa phương, vỡ lập bể lập đập vỡ. Ở thâm phành sỏi là ý nói là
hưng vẻ vặn phong trần phát hoàn trước nhận một phát hổ đã phát phôi mà binh hẳn trục cứng tỏi trung kiên không phần lòng bởi trí. Vá trời theo truyền thuyết Trung Quốc, bà nữ oa đội đá vá trời. Nói vá trời hay lấp biển, nó là ngụ ý mưu đồ những công việc hết sức ở ướm lao. Chưa? Bây giờ chúng ta phân phần 2 đọc hiệu các bạn. 1. Đọc. Làm trai đứng giữa đất bôn lôn, lừng lẫy làm cho lỡ núi non. Phách búa đẫm tam năm bảy đống, va tay đập bể mấy trăm hòn. Tháng ngày bao quản thân phành phọi, mưa nắng vàm bền vạ phát phon. Những kẻ vá trời khi lỡ bước, và nam chi kể việc pon pon. Nhưng mà nhầm sự. Chúng ta thấy bài thơ ở đây, đó chính là bài thơ Ngô Bác Cú Đường Vật. Cũng giống như bài thơ vào nhà ngục Quảng Đông và Bác. Được chưa? Bởi vì nó có 8 câu, 7 chữ. Và vầm với các câu 1, 2, 4, 6, 8. Được chưa? Về bố phục, thì chúng ta sẽ không phân tích theo bố phục đề thi hội viết nữa, chúng ta sẽ phân tích theo nội dung. Về nội dung thì chúng ta sẽ có hai phần. Phần thứ nhất bố phô đọc và hình ảnh hiên ngang khí phách của người anh hùng mặc dù trong cảnh vô đại. Phần 2, bốn câu thơ sau là ý chí sắt thép, tinh thần kiên trung và nghị lực của người anh hùng trong cảnh vô đại. Và pha phần A 4, phân tích A nhỏ, công việc đá đá còn lồn. Thì bạn chờ đợi tí nhá, vì bên này nó hơi lâu một chút. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ thấy trong thực tế nắng gió làm cho con người khô quắc. Người tù lại phải làm công việc nặng nhọc từ sáng tối, ăn uống mát hoang khổ của lại quan bọn lính quản nhục hành hạ, đánh đập dã man. Và đây được coi là một địa ngục trần gian. Hình ảnh trong bài thơ từ công việc khổ phai nặng nhọc của binh chất đầy ải đấy được chí phi họ Phan nói tới bằng một thái độ thật nhẹ nhàng, từ sự bi động chuyển thống sang sự chủ động thiên ngan. Bóng dáng người tù bị phá đi nhường chỗ cho kẻ làm trai lập chí vỡ đất trời. Vì không gian là núi bao hùng vĩ, biển rộng mênh mông không gian rộng lớn khoáng đạt. Và hình ảnh người chí sĩ hiên ngang lồng lộng giữa đất trời, hành động rất là tỉ vĩ, phi thường, ngạo nghễ làm lẫm liệt làm cho nở núi non, làm cho phương hòa vượt chuyển. Hành động ấy còn thể hiện khí thế hừng hực mãnh liệt, đánh pan, bà bế, phách búa, ra tay cho em hòn đá tạnh tan tành. Vị trí những hành động đó thể hiện khí phách của kẻ làm trai phi thường mạnh mẽ, làm trai đứng giữa đất bôn lôn, bôn hơn thể hiện bản lĩnh hiên ngang ngạo nghễ của kẻ làm trai khi rơi vào vòng phiền phức của những kẻ phá trường khi lỡ bước. Vậy thì bốn bôn hơn đầu thì phép có hai lớp nghĩa, vậy thì đó là gì và phân tích giá trị nghệ thuật của những bôn hơn đó, những phép khẩu hiệu của bác giả. Nó sẽ lớp nghĩa thứ nhất đó miêu tả cảnh đập đá bôn lôn, đó chính là một công việc nặng nhọc mà bọn giặc bày ra để hành hạ những người của cách mạng. Phải đập đá suốt ngày để xây đường, xây nhà và xây cầu tạo ở Bôn Đảo hiện nay có 200 mét cầu tạo bằng đá, bộ bằng tính mạng của hàng ngàn người. Nhà thơ Sóng Hồng khi bị giặc Bắc giam ở nhà tù Sơn La cũng bị ép buộc suốt ngày phải lên rừng hái bụi cho chúng. Được chưa? Lớp nghĩa thứ hai, đây là lớp nghĩa tưởng tượng. Người chiến phi năm biến tái tàng không vũ trụ phán tan những cái rào cản trên đường đi năm bảy đống mấy trang hòn để dán lên sự nghiệp cách mạng giữa rừng, để đuổi người vào quái phâm, với phóng đập nước. Thì khẩu khí ở đây rất là ngang tàm, mạnh mẽ, phản khoái. Hiện bởi nhân vật hiện lên thật oai phong, lẫm liệt như một nhân vật thần thoại. Đây chúng ta sẽ khái quát lại luôn. Đầu tiên chúng ta sẽ giải thích nghĩa của các từ về đập đá, làm trai. Đập đá chính là một công việc phủ công lao động nặng nhọc, vất vả. Bởi vì đây chính là một công việc khổ phai bột bổ nhân phải làm. Làm trai ở đây phải bối khách, hiền ngàn. Không sợ gian nguy, và đó chính là một quan niệm sống vô cùng anh hùng. Với phẩm chất thì dám bươm đầu vượt lên chiến thắng thử thách. Về nghệ thuật thì ở đây bác giả cũng sử dụng từ mạnh, đứng, lừng lẫy, phách, va tay, chậm rất nhiều. Và vọng điệu một cách hào hùng, hùng tráng, phơi nục và sử dụng nghệ thuật bố hay bố bà hay bố bốn, được chưa? Rồi, bố hay bố bà hay bố bốn là phách búa với va tay, năm bảy đống với mấy trăm hòn đánh ba mươi đập bể, được chưa? Rồi về phần về đây đều có ý nghĩa là đều khắc họa hình tượng những người tù có khí phách hiên ngang, không phải uy nam, tìm biểu chưa khó khăn phải khổ. Ba phượng trở một tí nhá, cái này nó hơi nhập vùng tung. Với tôi còn rất nhiều thời gian nên là tôi sẽ làm tiếp cho đến khi nào đi học thì thôi. Vì cái này rất nhiều, tôi cũng không có nhiều thời gian để mà làm những cái công việc này. Xuyên, nếu các bạn thông cảm cho tôi.
Cái này thì rất là ván. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần B. Đó chính là về vốn câu thứ cuối. Rồi, đó chính là càng nghĩ về công việc đập đá. Vậy thì bốn câu thơ cuối bộc lộ trực tiếp những cảm xúc và suy nghĩ của bác Phạm. Vậy thì chúng ta sẽ hãy tìm hiểu ý nghĩa của những câu thơ này và cách thức biểu hiện cảm xúc của bác Phạm. Về phép đối thì tháng ngày bao quản với mưa nắng và bền, thân phành phỏi với dạ phát phon. Phương đối là càng làm rõ sức mạnh ý chí của người tù, quyết tâm vượt lên với hoàn cảnh khắc nghiệt. Dù thấy ngày có kéo dài đến bao lâu nữa, mưa nắng của cuộc đời và sự vầy phéo đầy đoạn của bọn giặc có dã man đến đâu, và bến bộ biến thân phận người bố như mảnh phành hòn sỏi như trang nữa, thì tấm lòng của người chí phi đối cách mạng vẫn thủy chung phát phong để chặt vẫn không phởm lòng không đổi chí. Được chưa? Và về hai câu kết, những kẻ vá trời khi lỡ bước, vam nam chi kể việc bò bon. Kẻ vá trời là những tinh tuệ người nam nhi thực hiện chí làm trai của mình, những bậc anh hùng hào kiệt mưu đổ việc lớn lao. Lỡ bước là gặp điều chẳng may cụ thể ở người đây là người chí phi bị giặc bắt bày vạch một đặng. Và nam chi kể việc bom bom ngầm ví sự lao động khổ phê ở nhà tù mà bọn phạm bày pha để làm cho người chiến sĩ sờ làm trí chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ ở những việc bỏ bom tầm hưởng vụ vặt mà thôi, được chưa? Phong thơ ở bên phía chắc nịch mạnh mẽ bỏ ra khí phách bom thường hiểm nguy lắng sâu của lý tưởng, được chưa? Và chúng ta sẽ khái quát luôn nghệ thuật ở đây đối câu 5 với câu 6, bố lực vứt thời phan với công việc khó khăn, với phần trước với tinh thần sẵn sàng tiếp nhận và vượt qua, khẳng định sức chịu đựng mãnh liệt dẻo phai của con người trước thử thách nguy nan và ý chí chiến đấu phát phong của người chiến sĩ cách mạng. Nghệ thuật phóng đại sử dụng câu phản phán đây là giam nam chi tể việc bom bom, rồi khẳng định lý tưởng yêu nước lớn lao là điều quan trọng nhất, và ở đây thể hiện rằng người tù coi khinh giam lao của bài tin tưởng mãnh liệt ở sự nghiệp yêu nước bản thân mình là sự nghiệp chân chính, được chưa? Rồi chúng ta sẽ phan phần cùng tổng kết. Và về thì qua hai bài thơ và nhà nước và đông phản bác và đập áo Apollo thì chúng ta hãy trình bày những cảm nhận của chúng ta về vẻ đẹp hào hùng lãng mạn của hình tượng nhà nước yêu nước và cách mạng đầu thế kỷ 20. Thì chúng ta thấy và đều thể hiện những hiện tượng hình tượng những chí phí được hiện lên với những vẻ đẹp là những người yêu nước sâu sắc, hy sinh tất cả về sự nghiệp cứu nước, với khí phách hiêm ngang lẫm liệt và ý chí vượt non nước biển, coi thường hiểm nguy văn khổ và những đòn roi tra tấn của kẻ thù. Vậy cho nên họ là những biểu tượng đẹp, là niềm tự hào của các thế hệ của dân tộc. Chúng ta sẽ tổng kết về nội dung của nghệ thuật như sau. Về nội dung thì từ một công việc đập đá tầm thường nặng nhọc thì bài thơ phút ta cảm nhận được hình tượng đẹp lẫm liệt ngang tàn của anh hùng cứu nước dù gặp bước nguy nan nhưng vẫn không hề phởm lòng của trí. Về nghệ thuật thì bài thơ này được viết theo thể thơ Phát Ngôn Bác Phú với một bút pháp dã man với một giọng điệu hào hùng phô nổi và nghệ thuật đối được sử dụng một cách nhược nhuyễn và độc đáo. Bài học đến đây rồi, bạn về nhà chuẩn bị cho tôi bài ôn luyện số câu nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.